thấu hiểu những khó khăn của người dân trong diện cách ly, phong tỏa và để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã triển khai thực hiện mô hình tổ tình nguyện đi chợ hộ gia đình trong diện cách ly y tế. Điển hình như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh phường An Tảo, hội liên hiệp phụ nữ xã Quảng Châu, phường Lam Sơn đã tiếp nhận đơn hàng từ tối hôm trước qua tin nhắn, gọi điện, sau đó tổng hợp lại và trực tiếp đi chợ chọn mua đầy đủ các mặt hàng thiết yếu theo đơn. Đầu giờ sáng hôm sau, hàng hóa sẽ được tập kết tại chốt và trao đến tận tay người dân với khoảng cách an toàn. Tiền thanh toán cũng được chuyển khoản sau khi nhận hàng. Nhờ mô hình trên nên mỗi ngày có hàng trăm đơn hàng được trao tận tay người dân mà không cần phải đi ra ngoài. Yên tâm thực hiện cách ly y tế, quyết tâm đẩy lùi đại dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Hưng Yên trao tặng tủ sách thiết bị học tập cho thầy và trò một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ân Thi.